Chào mừng các bạn đến với chương trình The Deuce Before London diễn ra vào thứ ba hàng tuần. Hôm nay là ngày 14 tháng 5 2024. Trong series này tôi sẽ nói về những cái kế hoạch giao dịch dựa vào những cái nhìn nhận về thời điểm ra tin tức kinh tế trong tuần để chúng ta có thể lên kế hoạch giao dịch hợp lý. Ngoài ra đây chỉ là sự khởi đầu trong một cái tuần giao dịch mà thôi. Và các bạn muốn xem chi tiết luồng suy nghĩ của tôi như thế nào thì hãy tham gia vào cái cộng đồng PP Trading World được đề cập trong nhóm Telegram nhé. Tôi sẽ cập nhật thông tin vào mỗi buổi sáng từ thứ ba tuần. Rồi trong tuần này thì tâm điểm của chúng ta sẽ liên quan đến bộ ba tin tức về lạm phát của Mỹ là US CPI, PPI và Retail Sales trong tháng 5 2024 này. Vậy thì có gì đáng chú ý? Mời các bạn vào nội dung chính của một video hôm nay. Be the smart money. Trước tiên, như thường lệ, chúng ta sẽ cùng đi qua những cái tin tức kinh tế sẽ diễn ra trong tuần này. Vào ngày thứ hai, 13 tháng 5, thì không có nhiều high impact news. Đến thứ ba thì chúng ta cần chú ý cái thứ nhất là vào 13 giờ cho tới 14 giờ 30 là những thông tin liên quan tới vấn đề việc làm của Anh nhé các bạn. Climate Change Chance nè, Unemployment Chance nè, Unemployment Rate, Labor Productivity nè đấy. Thì những thông tin liên quan tới việc làm ở Anh nhé các bạn. Rồi vào lúc 16, 17 giờ là những thông tin liên quan tới kinh tế của châu Âu. Ở đây thì có Zip Economic Sentiment, cũng đáng chú ý nha các bạn. Đến buổi tối thì 18 giờ thì có báo cáo hàng tháng của OPEC liên quan tới dầu nha các bạn. Rồi 19 giờ 30 là một trong những cái chỉ số liên quan tới lạm phát của Mỹ là PPI. Rồi đến 21 giờ tối hôm nay thì được xem là thông tin có vẻ sẽ là khiến cho thị trường biến động nhiều nhất. Đó là phát biểu của bác Powell, chủ tịch ngân hàng trung ương Mỹ nha các bạn lưu ý điều này là đối với những ai giao dịch trong ngày hoặc giao dịch ngắn hạn, siêu ngắn hạn thì các bạn chú ý là đến gần cái thời điểm này nè, vào lúc 21 giờ nè, thì cẩn thận là giá nó sẽ quẹt thanh khoản còn sót lại rất là mạnh, khi đó rất là dễ bị dính stop loss, cho nên các bạn phải lưu ý cái thời điểm này nhé các bạn. Rồi đến thứ tư ngày 15 tháng 5 thì chúng ta có khởi đầu ngày thì là những thông tin liên quan tới dầu mỏ nhé các bạn. Rồi vào lúc 16 giờ là EU có thông tin về GDP và Industrial Production. Đến buổi tối thì sẽ có bộ hai chỉ số còn lại của tình hình lạm phát của Mỹ. Vào lúc 19 giờ 30 đó là CPI, xen kẽ là có Retail Sales. Đó, hai cái thông tin này sẽ khiến cho thị trường biến động rất lớn. Và có thể đây sẽ là tâm điểm của cả tuần giao dịch của chúng ta trong tuần này nha các bạn. Rồi tối nữa thì có tin về dầu mỏ. Vậy thôi, thì tâm điểm nó vẫn là CPI và Retail Sales vào lúc 19:30 cho tới 21 giờ nha các bạn. Đến thứ năm ngày 16 tháng 5 thì các bạn giao dịch đồng Yên Nhật, các bạn chú ý là chúng ta có GDP vào lúc 6:50. Đấy. Rồi vào phiên chiều phiên London thì chúng ta có BOE và ECB, tức là Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Châu Âu, ra những cái báo cáo về tình hình ổn định về tài chính như thế nào đó ở những cái khu vực này. Rồi đối với Mỹ thì buổi tối bắt đầu 19:30 thì có những cái thông tin liên quan tới Building Permits, Job Declam, tức là vấn đề về bất sản và vấn đề về đơn thất nghiệp. Đấy. Rồi tối hơn nữa vào lúc 20:15 cho tới 21 giờ thì có Industrial Production, những cái thông tin sản xuất công nghiệp của Mỹ. Đến thứ sáu thì Mỹ không có là tâm điểm, nhưng tâm điểm nó sẽ liên quan tới là cái thứ nhất là Trung Quốc, những thông tin liên quan tới tỷ lệ thất nghiệp cũng như là những cái tình hình về phát triển công nghiệp của họ. Rồi buổi tối, không phải buổi tối mà là buổi chiều phiên London thì vào lúc 16 giờ thì EU có thông tin về CPI nhé các bạn nào giao dịch cặp euro đâu có đồng tiền euro thì bạn chú ý. Thì đó là tất cả những thông tin các bạn cần quan tâm trong cái tuần này. Bây giờ chúng ta sẽ lên đồ thị giá. Trước tiên chúng ta sẽ đi qua đồ thị của đồng bảng Anh nhé các bạn. Bảng Anh so với đô la Mỹ, hiện tại thì tôi đang ở trên khung H1, khung thời gian 1 giờ đấy. Thì đây á, đối với các bạn nào đã xem cái video tổng quan về các lệnh mà tôi đã vào ở tuần trước đó thì các bạn cũng biết là hiện tại tôi đang giữ một cái lệnh long và hiện tại nó cũng đang có lãi nha các bạn. Lệnh long là ở quanh entry là 1.252. Đâu đó quanh đây và stop loss của tôi ở dưới. TP của tôi là gần quanh cái vùng là 1.26 này. Đấy.
Ngoài ra thì hôm qua sau khi thấy là, đây tôi tắt cái này đi các bạn, giá đang chạy rồi. Sau khi thấy là giá nó về đây nè, nó tạo thành một cái khối OB ở đây, thì tôi liền áp dụng cái thế đánh là the bully strike, đánh theo cái phương pháp là nhìn nhận là cái phe mua này đang áp đảo lên đấy. Tôi đặt một cái lệnh buy stop ở trên đây, stop loss của tôi ở dưới này, đây dưới dưới luôn cả cái key level này các bạn, và TP của tôi nó cũng sẽ là quanh 1.26 đấy, và giá nó cũng đang kích hoạt luôn cái lệnh này với các bạn. Tóm lại là hôm qua tôi mở thêm một cái lệnh long nữa, đặng nhồi thêm add to the winner đi các bạn. Đấy thì hiện tại giá nó vẫn đang chạy, và tôi có đánh dấu lưu ý ở đây là thời điểm này là tin về Fed Chair Powell speech là tôi cũng sẽ cẩn trọng, cái thanh khoản nó thể biến động rất là khó lường, rồi sau đó sẽ là tin về inflation và retail sale. Thì đó là về cái tình hình đối với cặp GU. Đối với các bạn nào lần đầu biết đến kênh YouTube của tôi và cũng như là xem cái chủ nhật ký này, thì các bạn hãy xuống cái phần mô tả của video, sau đó bấm vào cái link Telegram, các bạn sẽ đến với cái cộng đồng của PP Trading World. Ở đây á, tôi giới thiệu cho bạn thứ nhất là những cái chỉ báo, những cái tài liệu để các bạn để sử dụng trong quá trình mà các bạn xem nhật ký. Các bạn muốn lấy cái đó thì lấy ở đâu? Cái thứ hai đó là tôi sẽ chia sẻ trực tiếp luôn, bởi vì tôi sẽ không đăng quá nhiều video, mỗi tuần thì khoảng 1 đến 2 video thôi. Thì trong quá trình đó thì có thể những cái quan sát hoặc là những cái nhận định của tôi, những cái thông báo gì đối với cộng đồng chung của chúng ta, thì các bạn phải xem trực tiếp cập nhật trên cái nhóm Telegram đó. Thì ngoài ra nếu các bạn muốn gọi là trò chuyện trực tiếp thì các bạn nhắn qua cái tài khoản Telegram của tôi, hoặc là nhắn trên trực tiếp trên thư hỏi của Facebook ấy, tôi sẽ trả lời cho bạn nếu như đó là một cái câu hỏi mà chủ đề hợp lý. Và hãy bấm subscribe để cho cái thuật toán của YouTube nó sẽ thông báo cho bạn biết là mỗi lần tôi ra video mới, và bấm like để ủng hộ cho sự phát triển của kênh nhé. Đối với cặp Euro USD thì tôi sẽ lên cái khung H4 để các bạn nhìn rõ hơn tổng quan nhé các bạn. Thì hiện tại là chúng ta thấy là phe bò đang áp đảo và đang chuẩn bị test lại cái key level là 1.08, và nếu như giá nó phá vỡ lên 1.08 thì chúng ta sẽ có thể là chú ý là nó có thể về test là quanh cái cụm là thanh khoản ở quanh chỗ này là quanh khoảng là 1.086, 1.088 nha các bạn. Và nếu như thị trường mạnh mẽ hơn thì có thể đẩy một phát lên cả key level là 1.09 luôn. Đấy, vậy khi đó thì nếu mà nó đẩy được như vậy thì chúng ta thấy là cả tuần này chúng ta có thể đánh lên. Và đó chỉ xảy ra khi trong trường hợp thứ nhất là chúng ta biết được là tối hôm nay á, là vào lúc sau 21 giờ là cái phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương, ông bảo là tình hình lạm phát nó đang hạ nhiệt rồi, và điều đó sẽ khiến cho họ không có giữ lãi suất cao lâu nữa mà sẽ nghĩ đến cái việc giảm. Đấy, nếu như muốn phát biểu như vậy, nhưng mà tôi nghĩ là điều đó khó xảy ra, là bởi vì khi cái tin tức mà ông cần biết ấy, ví dụ như là retail sale CPI nó lại là ra sao cái thời điểm đó. Đấy, thì có thể là sau cái thời điểm này luôn nha các bạn, thì chúng ta mới biết được là đồng đô la sẽ mạnh hơn hay là yếu đi theo cái góc nhìn về mặt kinh tế của tạo lập. Đấy, thì đó là tổng quan về euro. Và ngoài ra thì tôi cũng sẽ vẽ thêm một cái đoạn là để các bạn biết đi, có rất nhiều người FOMO sell và họ đặt stop loss phía trên. Tiếp tới là chúng ta sẽ bàn về cái chỉ số Dow Jones US30 cho các bạn. Hiện tại chúng ta thấy là giá đang test lại cái fair value gap trên khung thời gian D1, khung thời gian ngày đấy các bạn. Nó đã xuất hiện cái cây nến binh ba đấy, binh ba ngược, cho thấy là có cái sự phản ứng của cái bán ở đây. Và cái mà chúng ta cần chờ đợi là gì ạ? Thì chúng ta sẽ xuống cái khung thời gian là nhỏ hơn, ví dụ như là H4 hoặc là H1 luôn, 1 giờ, và chúng ta chờ đợi là có change of character diễn ra trong cái khu vực này, tức là sự thay đổi cấu trúc từ tăng sang giảm, và nó phải gãy xuống nha các bạn. Hiện tại thì nó chỉ cho thấy là phe bò họ không có phản ứng với phương án một cách mạnh mẽ, nhưng mà chúng ta cần phải chờ xem là có một cái phe nào đó áp đảo thực sự rồi giá nó hồi lại thì chúng ta mới canh sell xuống được. Còn hiện tại thì thị trường nó vẫn chưa rõ ràng nha các bạn, chúng ta vẫn nên có cái sự kiên nhẫn trong việc chờ đợi. Đối với chỉ số US 100, Nasdaq, thì chúng ta vẫn thấy là nó cũng tiến gần tới cái vùng mà phe bán họ đang là chú ý nắm giữ, và hiện tại là phe bò cũng đang yếu lại, và khả năng rất lớn là họ vẫn chờ những cái kết quả tin tức về CPI và retail sale nha các bạn. Chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi thông tin này ra và cái hành động giá được vẽ sau đó. Tương tự đối với US 100 thì US 500, chỉ số SP 500, nó cũng có cái sự yếu lại của phe bò khi mà giá về gần cái căn cứ của đội bán, đội gấu đó các bạn, và cũng chờ cái tin tức về lạm phát, ví dụ như là PPI, CPI và retail sale ra, để họ có thể quyết định là vẽ giá tiếp theo như thế nào.
Rồi, tiếp đến chúng ta thấy là diễn biến của cặp vàng USD trên khung thời gian D1 đồ thị Nga nhé các bạn. Thì vào tuần trước các bạn đã thấy là quanh cái key level 2003 đỡ bò đã đẩy mạnh lên ngay được phe và đuôi gáp, là cái căn cứ của đội gấu phía trên này. Sau khi họ đang chấn giữ cái key level 2004 thì giá nó cũng có cái sự hồi lại nhẹ ở đây. Tuy nhiên vấn đề ở đây là nó đang bị ép đi ngang trong cái vùng này nha các bạn. Thì để nhìn rõ hơn thì các bạn xuống cái khung 4 giờ, bạn sẽ thấy là ở dưới thì rất nhiều thanh khoản của đội bò đẩy lên, ở trên thì có rất nhiều thanh khoản của đội gấu bán xuống. Ở đây nó cũng có như vậy. Đội bầu gấu gắn xuống đấy, cho nên là giá nó cứ đi ngang trong cái vùng này thôi. Và đối với các bạn mà giao dịch theo kiểu là scalping ngắn hạn mà trong cái vùng giá đi ngang, thì tôi nghĩ là các bạn có thể để ý là rất là nhiều chỗ được bạn đặt lệnh. Tuy nhiên sẽ có sự biến động rất lớn khi mà sau cái đợt thông tin về những cái thông tin về lạm phát đưa ra đấy, thì giá nó có thể quẹt thanh khoản rất mạnh để cho nó trống, thì lúc đó sau đó thì tạo lệnh mới có thể vẽ giá, vẽ xu hướng tiếp theo được. Cho nên các bạn nào gần đến những cái thời điểm ra tin đó thì nên cẩn thận quản trị rủi ro, hoặc chúng ta đóng bớt cái vị thế hoặc là rút ra khỏi thị trường luôn, để tránh có những cái biến động mạnh mẽ khó lường nó đâm toạc lên hoặc là đâm sẹt xuống mà chúng ta không đỡ được. Và đặc biệt là đối với cái tình trạng là slippage, tức là cái bị giãn spread hoặc là bị trượt giá lớn đấy, nên lưu ý cái chuyện đó. Rồi vậy nhé, đó là tất cả nội dung của cái video hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến cái giờ phút này. Hãy bấm like và chia sẻ video này đến với nhiều bạn bè hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.